mời Việt ra đi, Việt ra có ý kiến nha, nhưng mà như thế này, con á thì con đi làm thơ quan với mấy anh chị em biết sao không, với Trung biết sao không, là mình đi làm thì bên đây ban ngày bên kia ban đêm. Thì sau rồi. khi mình về nè, mình đi làm rồi mình cứ nhét lỗ tai mình nghe mấy anh chị em đồ lên diễn đàn nói chuyện đồ thời sự này kia, mình thích lắm, mình lên mình nghe mình này kia nọ, nhiều khi không có thời gian lên nhưng mà mình thích mình nghe này kia nọ. Thì sau khi khuya tối bà con cô bác tắt đèn ngủ thì bây giờ mình nói ồ bây giờ ngủ rồi thì em thôi mình chuyển qua mình nghe tin tức. Cái mình lạng 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 thì mình thấy mấy anh mấy chị mé bên đây là buổi sáng mấy anh chị bắt đầu lên ở diễn đàn của cái anh Trọc mà đâu ở bên Pháp á. Mấy anh chị lên trời ơi, ta nói đúng là nó vô một nhóm đó rồi, nó bơi Việt Nam, nó moi Việt Nam ra, nó bôi bác mà nghe mà mình nói đều nó nói trên trời dưới đất cười thì thôi á. Có cái chị đó Tự có thằng kia đó nó có thằng kia nói ủa nghe bọn rể nói giống như kiểu gì thằng quỷ bắn cái số ước gì ta đúng cái số ta sẽ làm thấy này, con kia lại đi chết ước làm gì, nó là nó nói những cái chuyện không bao giờ có đủ quá không, nó lên nó cười nói chết mẹ. mà có cái bà có chị kia, cái chị đó là cái chị Bích Trang thì chắc bà con cũng biết Trời ơi. Bích Trang á, con thì con kêu là bitch, bitch Trang á À, là rồi bác biết cái chữ đó là gì đó. tao tao biết là tao không dám nói ra mày Ok, cười thì cũng giống vậy thôi, ok cái tiếng quá action, cái giọng của con nó hơi khác khác, chứ con nói cái chữ bích nó hơi khó. Thì chị lên chị nói có ông kia cũng ở bên Việt Nam, ổng cũng thuộc dạng trên trời dưới đất, ổng hỏi bên đây homeless nó có không hay sao. Cái chị mới nghêu ngao, chị mới nói ôi ở đây homeless nó không có đâu, homeless không có, mà nếu mà có đi nữa đó người ta cũng sướng gấp ngàn lần ở Việt Nam, người ta có chỗ ăn chỗ ở đầy đủ hết á. Nhưng mà tại vì á người ta không có thích như vậy, chỉ nói y như vậy luôn nha, người ta không có thích vậy, người ta thích ở ngoài cho nó tự do đó. Quá chị ca rồi quá rồi con đi tới đi lui còn mà con đâu quá đó, cái con vậy thì sao mà nó quăng ủa vui chưa từng thấy luôn á. Trời ơi chị nói là khổ đó, chị nói vậy đó, không bao giờ có, không bao giờ có đâu đó, người ta có chỗ ăn chỗ ở hết nhưng mà tại người ta không muốn. hôm trước rồi Trời ơi. đúng rồi người ta hôm trước rồi nó đâu có chịu ở đâu, nó Đúng kêu ở đó, khách sạn ngàn sao nó mới thì chịu con mới đâu đưa khỏi cho một vậy. con mới lên con lạng cho một vòng thôi là bác thấy không. Mà con nói thiệt chứ bây giờ con không rảnh, chứ con rảnh con đi con quay phim chụp hình ở ngoài mấy cái gầm cầu Kêu kìa, gì má trời nó đứng ơi hả, trời nó đứng ơi thê thảm luôn. Cái ông kia còn hỏi ở bên đó có chống gậy cầm lon đi xin tiền không, chị nói không bao giờ có, đúng luôn không, không bao giờ có cầm lon luôn nó luôn nằm nó lăn nó rồi gặp ra giữa vali đường, nó nằm nó lăn giữa đường rồi nó quăng cái lon ở ngoài đó đó, ai muốn bỏ gì vô bỏ. Chóng mặt thiệt. đâu má thiệt là Vui chóng mặt với mấy người má luôn nghe mà thiệt mà coi cái diễn hài thôi thì mệt coi nó quá cũng mắc cười nhưng mà cái nhiều cái nó xạo coi cười quá, nó xạo quá trời sao xạo. chưa từng thấy luôn đó. Mà gian Thì hôm nay sẵn lợi dùng cái diễn đàn này thì ta báo cáo cho diễn đàn của thơ quan và báo cáo cho mọi người ở nước Mỹ này ra nó cũng đầy dễ những tệ nạn mà thấy rõ ràng nó còn ghê hơn cái Việt Nam nữa đó. Thì địa điểm nè có khách sạn có ra giá luôn có địa chỉ luôn rồi đó, đưa cho thằng này ra cho thằng Việt Nam mày qua bên đi có gì tao đi theo đó, đó. Đấy chưa đúng, khổ vậy rồi an sinh xã hội là đủ mày dám đi trực thăng cấp cứu để mà đi ấy không Con anh đúng. bạn kể hơi vậy chờ việc ra chắc cũng vô vô trong coi có gì làm việc tí xíu thì Ok Trung được rồi. có bạn nào muốn ấy nữa thì ấy nói chuyện, còn mình hôm nay lên chơi với anh chị em tí xíu vậy là ok rồi, thì bữa nào rảnh việc ra lên tiếp. Nhớ gặp bữa nào gặp mấy bà que nào nhờ kiểu livestream nó gọi cấp cứu cho thằng tới đón nha bà vừa ra cho Không, đỡ mình nó sốc có mới là giờ hôm nay mình có hai cái, một là kêu trực thăng, hai là good cái đó là cái của ông thơ good quan, nói là ông thơ quan ổng good cá. Cái thứ hai nữa gặp ông nào mà lu su bình thường thôi mà lu su bu quá thì hỏi ông có bị bệnh gút hay là không, đúng không? Đâu quá, nay học được môn bệnh gút nha.
Ok, cảm ơn. Thì thế này thì cái chủ đề, cái vấn đề mình đưa ra thì anh em làm đã chia sẻ rồi đúng mà. Thì anh cũng đồng tình với Trung. Thì đứng trên danh nghĩa là một công dân của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì cũng mạnh dạng cũng đang cũng kiến nghị với các cấp có thẩm quyền nên xem xét lại cái vấn đề gọi là đưa cái môn học lịch sử vào cấp 3 trường cấp 3 mà được không bắt buộc á, thì theo cơ quan thì không nên. Bất đồng ý với giống như quan điểm của Chung, và cơ quan tin rằng là những bạn bè của cơ quan cũng vậy, và chắc mọi người ở trong đây cũng vậy thôi, sẽ đồng quan điểm điều đó, là cũng kính mong là các cấp có thẩm quyền nên xem lại cái việc đó ha. Nói gì thì nói, thì lịch sử đó là cái điều quan trọng, tối quan trọng nhất. Nó là một cái linh hồn ha, linh hồn của một dân tộc mà. Mà một dân tộc thì không có linh hồn thì mọi người cũng hình dung ra rồi. Mới đây nhất thì điển hình nhất là mọi người cũng thấy là đất nước Ukraine đúng không ạ? Nó sẽ như thế nào? Chào khán giả. Trời ơi, ta chuẩn bị xuống live mới chui vô. Hay quá. Đó. Cái quan trọng nhất, một quốc gia có bình yên, có ổn định và có trở nên hùng cường mạnh mẽ hay không thì phải có quyền tự quyết, đúng không ạ? Phải có sự độc lập, phải có quyền tự quyết, tự chủ. Mà nếu không có nắm chắc lịch sử thì liệu cái lịch sử mà người dân mà bị mơ hồ thì liệu quốc gia đó có còn được cái tinh thần đó hay không? Cho nên những điều đó thì đó là một điều căng trở, không riêng cá nhân thời quan tin rằng cũng rất nhiều người dân của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng rất căng trở về cái việc này, và cũng rất mong các cấp có thẩm quyền cũng nếu mà có nghe được thì cũng nên xem xét lại về cái đề án này. Vậy ha, rồi Chung có muốn phát biểu gì không trước khi anh em chúng ta kết thúc cái live? Dạ, thì qua cái chủ đề ngày hôm nay thì anh em chúng ta đã chia sẻ, thì đúc kết lại thì em cũng xin trích dẫn lại sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta cũng đã khẳng định là dân ta phải biết sử ta, cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam. Đây không đơn thuần chỉ là lời kêu gọi, mà chúng ta có thể hiểu nó là chân lý, là tư tưởng mà tồn tại có thể nói là vĩnh viễn, lâu dài và có ý nghĩa rất quan trọng trong cái giai đoạn hiện nay. Và cái việc mà chúng ta không thể truyền đạt được đến cho những thế hệ sau tương lai của đất nước biết tường tận về lịch sử thì điều này có lẽ là sẽ là có lỗi với lịch sử. Và lịch sử thì chúng ta cũng nhìn nhận đó là xét đến cùng thì những cái vấn đề mà đã trải qua rồi. Đấy, được con người chúng ta là tái hiện lại, ý thức lại thôi. Nhưng những cái bài học lịch sử sẽ là vô ích nếu như mà không làm đọng lại ở người học một cái niềm kính trọng đối với thế hệ cha anh đã xây dựng nên non sông đất nước Việt Nam chúng ta, đã dũng cảm bảo vệ tổ quốc độc lập, chủ quyền, đã sáng tạo nên cả một nền văn hóa Việt Nam trong suốt hơn 4.000 năm lịch sử vừa qua. Thì từ đó, qua cái việc đó sẽ truyền đạt đến cho các cái thế hệ tương lai, người ta sẽ tiếp thêm được cái niềm tin, người ta khẳng định được cái niềm tự hào, cái niềm kiêu hãnh của lịch sử dân tộc. Từ đó người ta sẽ có những cái định hướng về mặt tư tưởng, cũng như xác định về mặt tư duy, xác định về mặt chân lý, để mà người ta có những cái cống hiến, có những cái đóng góp và có những cái mà khẳng định đối với bạn bè Nam Châu về lịch sử dân tộc, về tự hào dân tộc, cũng như là xứng đáng với những gì mà cha ông đã hy sinh để đạt được cho chúng ta ngày hôm nay. Từ đó sẽ có
có tạo ra được, đúng không ạ, những thế hệ tương lai của đất nước là những công dân chân chính, những công dân mà có thể nói là tương lai tươi sáng của đất nước. Đó là những cái mà em muốn chia sẻ trong cái buổi live ngày hôm nay. Thì một lần nữa em cảm ơn anh Cơ Quan, cảm ơn chúng chú anh chị trên diễn đàn. Nhân tiện anh muốn chung nhắc lại một lần nữa về cái vấn đề, tại vì anh thấy có rất nhiều người có thể chắc là do nắm không đủ thông tin, hoặc là do có ngộ nhận sai về vấn đề gì đó, thì rất nhiều người là cho rằng là bỏ môn lịch sử. Thì chung có thể trước khi ấy thì chung có thể nói rõ lại một lần nữa là bỏ hay là như thế nào về cái môn lịch sử ở cấp 3 cho mọi người nắm rõ thêm ạ. Thì để chia sẻ lại một lần nữa, có thể là do công việc hoặc do một vấn đề nào đó thì cô chú anh chị chưa thể tìm hiểu thông tin, thì em cũng chỉ tìm hiểu và chia sẻ lại. Đó là chúng ta không bỏ môn lịch sử, chúng ta không hề bỏ môn lịch sử, mà chúng ta sẽ theo cái chương trình mới đó. Thay đổi phương pháp đúng không? Có nghĩa là thay đổi về chương trình, là từ cấp 1 và cấp 2, có nghĩa là từ lớp 1 đến lớp 9 là các em sẽ bắt buộc, các cháu sẽ bắt buộc phải học môn lịch sử. Còn từ năm lớp 10 trở đi, có nghĩa là cấp 3, thì các em sẽ tự chọn. Thì cái điều này dĩ nhiên là bước đầu là tự chọn ở cấp 3, còn tương lai chúng ta không dám khẳng định cái vấn đề gì. Thế nhưng ít nhiều mà đưa ra cái vấn đề tự chọn, nó là một cái mà theo em nghĩ là nó có cái trăn trở, bởi vì cái gốc tích của nước nhà chúng ta thì chúng ta phải có nền tảng, có nền móng vững chắc thì chúng ta mới có thể xây dựng, phát triển và phát huy nó được. Chứ nếu chúng ta xây nhà mà không có móng thì chúng ta biết rồi, cũng không thể trải qua được một cơn gió, chứ đừng nói gì là bão tố phong ba, đúng không ạ? Mà xã hội hiện nay thì chúng ta biết rồi, các em thế hệ trẻ đấy thì được tiếp cận nó cũng có cái mặt hay, nhưng ngược lại nó cũng là có những cái mặt trái của nó. Ngay kể cả bản thân những người đã từng trải qua những cái vấn đề được học hành, có học hàm học vị mà cũng không giữ được cái phẩm chất chính trị cao quý của mình, thì cũng dễ bị tác động của mặt trái của nền kinh tế thị trường, dẫn đến người ta sẽ có những cái biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa. Thì vốn chi là các cháu học sinh sẽ bị tác động của rất nhiều các yếu tố khác. Thì cái vấn đề mà chúng ta hun đúc cho các em được biết về cái cội nguồn, được biết về ý nghĩa sự hy sinh, biết được những cái vấn đề mà tốt đẹp của cha ông trong lịch sử, thì cái điều đó nó hết sức là đáng quý. Và có thể nói là cái điều này là chắp cánh cho những tương lai của thế hệ tương lai của đất nước. Đấy, cái điều đó rất là quan trọng. Cho nên là cũng em cũng đã có chia sẻ rồi, thì cũng mong có ý kiến như vậy để có thể là các cấp, các ngành có liên quan lắng nghe, đúng không ạ? Lắng nghe những ý kiến phản hồi từ dư luận của quần chúng nhân dân, để từng bước chúng ta có những cái điều chỉnh cho nó phù hợp. Và em nhắc lại lần nữa là chúng ta không hề bỏ môn lịch sử, mà chỉ là ở cấp 3 thì đưa vào là môn tự chọn. Và cái điều này cũng là một cái điều mà chúng ta trăn trở. Thế là em chia sẻ lại là như vậy. Ok. Cảm ơn anh Cơ Quan và anh chị em trên diễn đàn nhé. Ok chung.